Gì vậy? Ủa gì vậy? Đó, các bạn có thấy gì không? Các bạn có thấy là Dancing Boy đang quậy ì xèo lùng mà hình như cái bác cảnh sát giao thông này không có bắt ai hết trơn á. Tại sao vậy ta? Thì tại vì đó là một cái lễ hội dành cho Dancing Boy lớn nhất ở dưới quê mình đó. Trời ơi, ơi. Bây giờ mình mời các bạn cùng đón xem nha. Thì ngày hôm qua mình thấy ông Hậu ông có đăng video ông đi tham gia lễ hội Racing Boy này nè. Và trong đó cũng có cái bản mặt của mình. Rất vui vậy các bạn đã đi qua đây và xem dưới góc nhìn của mình nha. Hồi đó giờ các bạn xem kênh ông Hậu thì hay thấy ổng thích cà khịa Racing Boy đúng không? Nhưng mà cỡ tuổi ổng á thì chỉ dám cà khịa một hai bạn Racing Boy thôi. Còn mình ngày hôm nay mình sẽ cà khịa nguyên hội Racing Boy luôn. Hậu ơi. Nói vậy thôi chứ thật ra đây là một cái lễ hội ở dưới quê mình có tên là lễ hội làm trai. Chắc các bạn nghe là sẽ thắc mắc đúng không? Cái lễ hội gì chứ hả? Mình sẽ nhắc lại nha, đây là lễ hội làm trai. Và cái lễ hội này được tổ chức ở thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Và đây cũng là quê của mình luôn á. Lễ hội này được tổ chức để cúng tế các nghĩa sĩ trận vong trong phong trào yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ thứ 19. Nghe tới đây là các bạn cũng biết lễ hội này đã tồn tại từ rất rất lâu rồi đúng không? Và tất nhiên rồi, lễ hội này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đàng hoàng chứ không phải là muốn tổ chức là tổ chức đâu nha. Thì mặc dù mình là dân ở địa phương này nhưng mà thật ra nói thật với các bạn luôn, đây là lần thứ hai mà mình tham gia cái lễ hội này. Lần đầu tiên là lúc mình còn bé xíu, mình được ba mình chở đi và dùng nắp son, nắp nồi, rồi lọ quét lên mặt, rồi đập. Và lần thứ hai là mình được anh Hậu Ly chở mình đi. Lần này thì mình được đi xa hơn và dài hơn, đi rút cô hồn. Đây là lần mà mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã lụi thẳng vô cái trận bão luôn. Và xem đến đây mình chắc chắn là các bạn sẽ rất thắc mắc, lễ hội gì mà lại cho Racing Boy chạy ầm ầm ngoài đường? Để mình giải thích thêm cho các bạn được biết nha. Thì lễ hội này được tổ chức 3 ngày, có 2 ngày lễ phụ và 1 ngày lễ chính. Thì cái ngày lễ chính diễn ra từ sáng sớm cho đến suốt tận đêm khuya. Hình như mình nhớ không làm là 12 giờ đêm, có khi tới 1-2 giờ sáng mà các bạn cũng chưa thấy được đường về. Để tránh việc mình có thể làm sai lệch thông tin về lễ hội làm trai thì mình sẽ để một cái đường link dẫn tới trang web Cục Di sản Văn hóa để cho các bạn tìm hiểu được rõ nhất và chính xác nhất về lễ hội làm trai ở quê mình nha. Còn trong video ngày hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn tham gia lễ hội làm trai với mình một ngày dưới góc nhìn của búp vlog. Sáng sớm thì mình đi chùa với mẹ mình nè. Trong đi chùa thì mình có phóng sanh cá. Trước khi đi cà khịa Racing Boy thì chờ bé búp đi phóng sanh, giác một bao cá nặng khoảng hai mấy ký đầy nước luôn nha. Thôi nói chung cũng có lòng nha mọi người, chịu khó giác á, chịu khó giác đem theo phóng sanh là cũng có lòng đi ha. Trời ơi, bả dành bả giác rồi mọi người ơi. Hiện tại bây giờ mình chỉ cầm cái dù, đi tay không, không làm gì hết, tay cầm điện thoại, tay cầm cái dù. Ok các bạn ha, đây là vùng quê, khi dưới quê sẽ trồng lúa nhưng mà ở đây sẽ trồng thanh long. Muốn giác rồi tự thả luôn đi. Rồi tự thả luôn. Sau đó thì mình đi nhổ với cái cột cờ. Cái này là do sư phụ của mình kêu chứ không phải là do mình tự ý nha. Ê, lấy cờ của chùa đi quẩy hả gì vậy? Kìa, chú Bẹo đưa kìa. Trời ơi, tháo được không? Hay vậy? Rồi, xách cây cờ đi quẩy luôn. Trời ơi, nhổ không lên mà. Và tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta vào chủ đề chính thôi. Không lẽ mình dắt các bạn đi chùa thì nó cũng kỳ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem Racing Boy nè. Và bây giờ mình sẽ đi giao lưu với anh em Racing Boy Tầm Du. Bạn ca sĩ này nha. Nhưng mà mình không có chợ, mình không có... Thôi được rồi, vậy thôi, được rồi.
thì thật sự là nó rất ồn nhưng mà nó cũng thật sự rất là vui. Bây giờ mình không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cho các bạn. Đến khi mình phát hiện là ông Hậu cũng tham gia này mọi người, trời ơi, ông lốt lốt banh chành qua lá hẹ luôn. Rồi tự nhiên cái kẻ đu đủ của anh ta đi bẻ ngang rồi cầm gô gô về cha nội. Rồi tự nhiên đi ngang bị tẹt nước luôn. Quậy tới trưa rồi thì bây giờ mình sẽ về nhà uống miếng nước. Rồi sau đó mình sẽ vác cái ống nước ra ngoài kia mình xịt luôn nè. Rồi ra đi. Xịt đi. Xịt đi. Xịt đi mà. Người ta về hết rồi không chịu xịt. Coi bả xịt coi. Thì em cứ xịt vậy đây. Thì chính xác vào cái ngày này á, các bạn có thể dùng nước để xịt người ta. Người ta không có lên tiếng và người ta cũng có quyền xịt bạn. Bạn cũng không được lên tiếng. Nhưng mà nếu rơi vào một cái ngày khác thì tới công chuyện đó nha. Đó mấy bạn thấy không, mình xịt nhưng mà đâu ai nhảy vô quýnh mình được đâu. Nói chứ mình cũng hơi rén á, ngày khúc này rén dữ lắm á nha. Ông Hậu á thì cứ kêu xịt đại đi mà đâu biết, tôi rén một cây luôn. Sợ đen rồi. Lần quần thì cũng tới khuya. Tại vì nãy mình có nói là lễ hội diễn ra từ sáng cho đến tối. Sợ các bạn không tin cho nên giờ mình quay cho các bạn xem luôn nè. Thật sự cái lễ hội này có rất là nhiều chuyên mục. Mà cái chuyên mục chính đó là cúng và rước ông Tiêu. Sau đó sẽ có những trò chơi nhân gian như là bắt vịt nè. Nhưng mà không phải đơn giản đâu nha, mình phải nhảy xuống sông bắt á. Tiếp đến là diễu hành cùng xe hoa và đánh động cùng bốn thầy trò đường tăng giống như trong phim Tây Du Ký. Rất tiếc là cái khúc đó mình không thể nào quay nổi được các bạn ơi. Tại vì chen chúc rất là đông luôn. Đông còn hơn những gì trong video nãy giờ các bạn thấy nữa. Còn cái chuyên mục diễu hành cùng Racing Boy này thì diễn ra từ trưa cho đến tối. Nói tới đây thì cũng khuya rồi. Hay như thế này đi, nếu như các bạn thích thì làm sao các bạn có thể xuống tham gia lễ hội cùng mình. Và mình hứa là sẽ cố gắng xông pha chiến trường để quay thật kỹ cái lễ hội. Mặc dù video hơi sơ sài nhưng mà mình mong rằng các bạn sẽ thích video này nha. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, subscribe kênh Bước Vlog và cả kênh Anh Hậu Ly nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.